Cái này mục sư thiết kế hả anh? Hả? À? Đây đây, nó chốt rồi. Chốt kiểu gì rồi? Ui, mây mù răng lối. Mây mù răng lối rồi. Mù răng lối nhỉ? Nó quay vòng rồi. Quay vòng rồi. Quay tròn rồi. Em chơi rồi. Lực bên này nó sẽ kéo thằng kia xuống. Hả? Cái này phải đi lên trên xuống dưới đúng không? Thế nó có cái ao này để tưới tiêu cả cái khu vực này hay nhỉ? Đấy, rộng các quả đồi này. Xin dừng. Đi ra ngoài cổng nữa. Lễ hội gì ở đây? Có lễ hội gì anh ơi? À đâu? Đúng rồi, à đâu, ở ngay trong bản này. Đấy, đẹp không? Quá đẹp. Ui, cái kia nó mù sương. Mù sương như mây. Sương như mây, như hôm trước là trên Mộc Châu cũng thế. Okay. Ngắm nhau cái cảnh này. Ngắm bằng được cái cảnh này thôi. Rất đẹp luôn, ở trên này lạnh lắm. Ui giời, đấy. Nó lạnh này. Đấy. Dưới kia là con đường mình vừa đi lên kìa. Cổng này, 20 vé. 20.000 một vé. Thuê. Nó giống như dạng homestay của Mộc Châu các bạn ạ. Rất nhỏ nhỏ đây. Anh em lại phải đi thôi. Không thể ở lại được nữa. Ta lại phải đi vậy. Anh em di chuyển rồi. Đi thôi.